Xin chào cô chú anh chị. Cô chú anh chị hiện nay đang biết đến Hà với vai trò là một huấn luyện viên yoga thở thiền mantra. Vậy yoga thở thiền mantra là gì và tại sao nó lại được ưa chuộng với hình thức học online qua Zoom như hiện nay? Đối với một người làm việc văn phòng và một bẻ bị bận rộn như Hà thì để đến trung tâm học yoga thật sự là điều rất khó. Cho nên mọi người mới lựa chọn hình thức học một tiếng mỗi ngày với hình thức học online qua Zoom. Vậy bộ môn này nó có nguồn gốc từ Ấn Độ. Nó là một dòng yoga cổ xưa, rất đơn giản, dễ tập, hiệu quả nhưng ít người biết tới. Mãi đến những năm 60 có một doanh nhân cũng là một yogi người Ấn đã mang phương pháp này sang phương Tây giảng dạy và bình dân hóa nó. Hiện nay thì cộng đồng những người tập dòng yoga này ở phương Tây phát triển rất mạnh mẽ. Khi mà dòng yoga này được đưa về Việt Nam thì đã được biên soạn lại giáo trình để phù hợp với thể trạng của người Việt. Vậy dòng yoga thở thiền mantra này có gì khác biệt? Nó tập trung vào hơi thở, lấy hơi thở là trung tâm. Theo như mọi người đang nói thì tại sao lại lấy hơi thở? Hơi thở thì ai cũng có, ai cũng biết rồi, tại sao lại cần phải học? Thì chút nữa Hà sẽ đưa ra cho các bạn biết thở như thế nào là đúng. Và ở trong các buổi học yoga thở thiền mantra thì chúng ta sẽ sử dụng những phương pháp thở nào? Đối với dòng yoga này, chúng ta sẽ sử dụng hơi thở là trung tâm, chúng ta sẽ sử dụng thụ ấn. Các động tác, mọi người lưu ý, ở các động tác dòng yoga này nó rất là đơn giản, dễ dàng, phù hợp với mọi lứa tuổi, nó không khó và nó để giúp cho hơi thở có tác động sâu hơn. Và khi mà mọi người lựa chọn cái hình thức học online qua Zoom này thì mỗi một tiếng dạy thì nó sẽ có những điều gì? Cấu trúc của một buổi tập khi mà mọi người đến với Hà sẽ có những phần sau. Thứ nhất, nó sẽ có 10 phút ổn định thân tâm trí và làm mềm vai gáy cổ. Tại sao chúng ta lại làm mềm vai gáy cổ? Khi mà mọi người được co giãn các cơ của mình, vai gáy cổ được linh hoạt thì sau đó những động tác sẽ dễ dàng được hấp thu hơn, hiệu quả hơn. Còn nếu như mà 10 phút đầu giờ mọi người không vào mà vào sau đó thì khi tập đến cả động tác phía sau, tại vì cái dòng phương pháp này là tập trung vào hơi thở và những động tác mạnh, hơi thở mạnh, khi mà mọi người bỏ qua phần khởi động vai và gáy cổ đến với động tác phía sau thì dễ bị mỏi đau. Đó, thì khi mà 10 phút trôi qua với phần khởi động vai gáy cổ rồi sẽ đến các chuỗi kriya. Tại sao lại gọi là chuỗi kriya? Đối với dòng yoga thở thiền mantra này thì nó có rất nhiều. Ví dụ, bên Hà sẽ có dạy tác động vào hệ bạch huyết này, hệ nội tiết này. Đó, rồi hệ hô hấp này, rồi các cơ xương này. Đó, rồi Hà sẽ có những bài về tuyến giáp này. Thì những cái phần mà chúng ta muốn tác động vào thì thường sẽ đi 1 tuần hoặc 2 tuần liên tục những động tác đó. Khi mà tác động xong một vùng cơ quan này, chúng ta sẽ đến vùng cơ quan khác. Và ví dụ những bài mà tác động vào hệ hô hấp thì nó cũng sẽ có liên quan đến với những hệ cơ xương khác nữa. Đó, thì khi mà đến với xong 10 phút khởi động vai gáy cổ rồi sẽ đến tiếp 30 phút là cho các động tác. Thì những động tác này nó thường sẽ kéo dài trong vòng 3 đến 5 phút. Đó, thì theo nghiên cứu thì 3 đến 5 phút đó là thời gian để động tác này đủ để tác động vào cơ thể của các bạn. Chuyển hết động tác này sẽ đến động tác khác và giữa những động tác sẽ có ổn định lại hơi thở của bản thân. Và sau 30 phút các chuỗi kriya rồi thì sẽ có những phút thiền tĩnh tâm. Thì chúng ta sẽ có thiền động hoặc là thiền tĩnh. Thiền động là chúng ta có thể ngồi như thế này, và thiền tĩnh là chúng ta có thể nằm và ổn định thân tâm trí, thư giãn hoàn toàn cơ thể. Thì chúng ta sẽ còn một phần nữa, đó là lúc nãy mọi người nghe sẽ có cái phần thiền tĩnh, thiền động, tức là có nghe âm thanh đúng không? Và âm thanh chính là điều tạo nên sự khác biệt đối với cái dòng yoga này so với những dòng yoga khác. Thì âm thanh được sử dụng trong bộ môn yoga thở thiền mantra này là những âm thanh tiếng Hàn gốc. Khi mà được đưa vào thì nó sẽ giúp tác động vào tâm trí của bản thân, giúp cân bằng năng lượng. Và sẽ có những cái bài hát mantra. Và khi bắt đầu mỗi buổi học thì sẽ có ngâm 3 lần câu
Om Namo Gurudev Namo, đó là một câu chú mantra tiếng Hàn. Và khi mà kết thúc buổi học cũng sẽ có ngâm 3 lần sát nam. Và trong những cái bài thiền nó sẽ có kết hợp cả thủ ấn nữa. Và Hà sẽ có những cái video dẫn riêng, những cái bài hướng dẫn riêng để nói về các thủ ấn và các tác dụng của bài thủ ấn đó. Và đối với video này á, thì Hà đưa ra những cái định nghĩa về dòng yoga thời thiền mantra này, về cấu trúc một buổi tập, để mọi người có thể hình dung ra một tiếng học online qua Zoom đối với dòng yoga thời thiền mantra này các bạn sẽ được học những gì. Thì video này Hà sẽ gửi vào nhóm để các bạn xem trước, và sau đó khi mà bắt đầu khai giảng một khóa học thì Hà sẽ nói kỹ hơn về những phép thở, về những thủ ấn. Và khi mà nhắc đến phép thở thì chúng ta sẽ dùng 3 phép thở thường xuyên được nhắc đến nhất ở trong các buổi học. Thứ nhất đó là phép thở bụng, thứ hai đó là phép thở phaio, và thứ ba là thở bể lò. Thở bụng thì tức là hít vào phình bụng lên, thở ra xẹt bụng xuống. Còn thở phaio là tập trung vào hơi thở ra, đưa rốn sát về cái cơ cuộc sống của mình. Và thở bể lò đó là thở nhanh mạnh. Đó, đây là ba cái nội dung khái quát nhất cho ba phương pháp thở. Thì hẹn mọi người trong buổi khai giảng của một chuỗi bài mới, chúng ta sẽ nói kỹ hơn về các phương pháp này. Và cái bài mà đầu tiên mà Hà chọn để cho đầu tiên bắt đầu cái con đường làm huấn luyện viên của Hà, đó là Hà chọn về tuyến giác. Thì tại sao? Tại vì mọi người nhìn, mọi người sẽ thấy cỗ Hà đang phình to lên. Thì cách đây 6 năm là Hà có bị ung thư tuyến giác và Hà đã cắt bỏ nó rồi. Nhưng bây giờ bị lại, cỗ Hà bắt đầu đau và Hà biết được mình có những cái triệu chứng như thế nào. Cho nên là Hà lựa chọn cái bài tập tác động vào tuyến giáp để bắt đầu cho hành trình của mình. Và Hà hy vọng thì trên hành trình này, những người đang có vấn đề về tuyến giáp, về vòm họng sẽ đồng hành cùng với Hà và sẽ mang về kết quả tốt nhất với bản thân. Thì đối với các bài mà về tuyến giáp này, nó sẽ chú trọng vào việc vùng cổ, vòm họng và chú trọng vào những âm thanh phát ra từ miệng. Thì Hà sẽ có những bài tập yêu cầu mọi người phải nói, phải hô theo Hà. Cho nên mọi người chuẩn bị một không gian yên tĩnh, và khi tập thì mọi người mở hết camera lên, Hà sẽ chỉnh và giúp mọi người. Và hy vọng thì mọi người sẽ có một tuyến giáp khỏe mạnh, một cơ thể khỏe mạnh. Và cuối cùng thì biết ơn các bạn đã đến đây, đã lựa chọn tin tưởng và đồng hành cùng Hà suốt chục quãng, suốt các cái buổi tập tiếp theo sau này. Thì mọi người có thắc mắc gì thì có thể nhắn tin qua Zalo 0986185191 hoặc là Facebook Trịnh Thu Hà để biết thêm về dòng yoga này, cũng như là biết thêm thông tin về các khóa học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.